I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay là ngày cuối tuần. Và các bạn hãy cố gắng làm sao đi 3 trận ranh thường và 3 trận ranh 5 năm để kiếm 2 cầu, nâng cao cái khả năng mà mọi người sở hữu được phụ kiện sắp tới. Nhưng mình đây thì mình sẽ giống như những đợt trước, mình đang trong giai đoạn tích cầu để mai mốt có khả năng gần dồn đến Tết, lúc đó là mình sẽ livestream cầu tiếp ha. Đang rất là trông chờ, kiểu nhịn ăn nhịn uống ấy, nhịn cái sự khó chịu của mình để đến cái ngày đó. Cũng khá là lâu á mọi người. 25 cầu nữa sẽ ra phụ kiện A và 110 mấy cầu nữa ra S. Thì lúc đấy mình sẽ nhịn ăn nhịn uống từ cầu này đến cầu mùa sau luôn, để mà cố gắng làm sao đập livestream đập cầu cho nó hoành tráng. Mà chơi mù trong chế độ này, chế độ nào cũng thế thôi, muốn mù con mắt ấy, nó chói lắm luôn. Mà muốn giảm cái độ chói này thì các bạn có thể vào trong phần cài đặt ấy, để mà hạ cấu hình nó xuống từ cao thành thấp. Như điện thoại mình thì mình để chế độ chất lượng cao, không bật chế độ 4K nha. Nếu mà bật FS60 ấy, thì nó cũng khá là mượt, nhìn kiểu giống như 3D, giống như là chơi trên PC ấy. Nhưng mà nhanh hết pin với cả nóng máy lắm. Đối với mình thì mình mang mùa trong ranh nó là một cái gì đó nó rất là nguy hiểm. Trời ơi, sợ hồi đòn hay sao mà lại ăn hit liền liền vậy, nghi lắm. Trời ơi, nó soi hay ghê, khả năng cao nó sẽ ném chim này. Ngày hôm qua mình bắt xe đò một chuyến đi học, rất là mệt mỏi luôn. Nó ném chim qua đây mọi người ạ. Mình bỏ máy đây. Người tỉnh táo đấy, thấy không? Người tỉnh táo thấy nó giơ cái nách lên là mình sẽ đi liền. Rồi nó sang đây luôn, bắt con mù luôn. Cứu thì đại diện một người đi cứu thôi. Nhiều khi cứu thì cứu lại... À, bố anh. Anh tele tốc biến lấy hit nữa. Trời ơi, giết mỹ nhân mà không cần sử dụng cái phép tốc biến luôn. Gớm thiệt. Tại ba hồi đó nó phi tới nhiều khi cũng hoảng quá. Ui thế chết rồi. Nó phi tới nhiều khi hoảng quá cũng giật sọ ấy. Cứ nghĩ là giật sọ thì ngắt được hit, nhưng mà tầm đánh nó tới phải chịu thôi. Không trách được. Cứu em đi mấy anh chị ơi. Ngày hôm qua là một ngày đi học rất là lặn lội của mình. Học có một buổi chiều cuối cùng. Từ bây giờ đến 2 tuần sau mình sẽ được ở nhà ôn thi. Rồi, cứu. Từ từ nha. Giờ mình sẽ làm lại ngay từ đầu nha, chứ không có để ăn đập lum tùm lum la nữa. Mù rất là khỏe trong cái map này luôn, mà cứ thể bị chết lên chết xuống thì thật sự rất là có lỗi luôn á. Nói chứ chết thì liền chắc tôi xỉu. Trời ơi, nó đứng ở chờ gì á? Ê sao nó đứng rồi, đứng im rồi. Ê nó đứng rồi. Ôi chuồn. Cơ hội tới. Lát cái gì á? Cơ hội để chạy á mọi người. Lát nữa nó có vào game lại thì nhiều khi văng game, chả biết đâu mà mò. Mình được học buổi cuối. Từ hôm nay về sau mình được nghỉ tận 2 tuần để ôn thi. Cho nên là lười đi xe máy, bắt xe đò đi. Bắt từ lúc 10 giờ rưỡi mà đến nơi là hết 12 rưỡi là vô trường luôn á. Là book grab, đứng từ ngoài đường vô bên trong trường là hết 25k. À 19k, nói 25k tội ông rap quá. À có cái vòng xanh này. Ui, má ơi. Rồi, chết luôn. Đúng là đi qua vòng xanh là sẽ tự hủy mà. Ủa nãy mà mới dùng blink mà sao giờ lại đổi sang tele như lúc nào á? Không ngờ được luôn.
Hay quá. Trời ơi, không hay lắm. Nếu mà giật sọ thì nên giật cái lúc mà nó đang treo bóng ấy thì mình mới chạy tiếp được. Mà nó treo rồi mình còn phải rớt xuống mình đứng lên nữa. Nó rất là mất thời gian. Hay. Hay quá, làm lại tiếp, làm tiếp, làm tiếp, làm tiếp. Không có đâu ha. Ui ôi. Ui nó đâm kìa. Ui nó bắt mình cho bằng được luôn mọi người ơi. Tha tôi đi. Không có đâu, trời ơi. Đứng ở bên này thì có mà. Sang mùi quýt mới tông tợ đấm được mẹ. À. Nói trước bước hôm qua mà. Thôi đáng ca cho mấy bạn này mở cổng. Mở cổng đi, để mẹ chết ở đây kiếm trận thắng được rồi, một người chết được rồi. Ôi, ui rồi, ôi. May quá, đánh hụt, thôi chết rồi. Thế mọi người thấy không, đập cái ván xuống bây giờ không biết đi hướng nào luôn, thôi chết rồi, đâm một phát. À, tức quá. Thoát đi mấy đứa ơi, kiếm trận thắng mấy đứa ơi. Có cứu ghế không? Không cứu thì ở lại. À không cứu thì đi luôn đi. Ok. Nói chung là một người chết thì là được rồi. Để mình chơi trận sau thì mình sẽ giảm cấu hình xuống chứ nó chói quá muốn đuôi con mắt luôn á. Đây nè, mình giảm cấu hình xuống rồi, cho nên là trận đấu này có thể là cấu hình nó sẽ không được đẹp như là như hồi nãy. Nhưng mà được cái đấy, mọi người không thấy nó choáng nữa, cảnh vật nhìn rất là dễ. Nhưng mà thật sự khi mà mình chơi mù ở cái bản hiện tại thì mình rất là nhớ mù ngày xưa. Mấy ngày nay cũng vô tình xem lại mấy clip cũ của mình thì thấy map cũ này, xong rồi lại cả có những cái mù kiểu điên đâu sáng đó chứ không có kiểu nhìn được xa vời thế này. Tất cả nó là quá khứ rồi. Chơi phải nhìn xa xăm. Và thực ra là nếu là ở trên. Ô nay gặp Grimwick mọi người ạ. Thấy cái nội tại rồi mà không biết con hầu đang ở đâu trời. Ủa nó đâu? Nó đây nè, nó tới nè, nó tới rồi, nó tới rồi. Con hoàng hậu giấy. Thả chó nữa chứ. Không có đâu ha. Cắn mẹ nè. À. Anh hít rồi. Người ta bảo là quá tam ba bận đúng không. Né được. Ôi dồi. Né được cái hai hít đầu rồi thì cái hít số 3 chắc chắn hỏi chúng. Thôi đi luôn, nó đuổi đó. Rồi nó đẻ con dạo nữa kìa. Wow, tốt dữ. Tự cho mình nhặt ấn luôn, tốt dữ. Khi mà mình giảm cấu hình xuống thì mình sẽ nhìn được rõ nét hơn. Nhiều khi nó cũng đỡ lát hơn. Với cả nhiều khi mà các bạn chơi mù thì nó không bị chói nữa. Chơi mù đã. Cái nhân bản chất nhân vật thì nó cũng đã hơi mù mù rồi. Còn mình chơi mình còn mù theo nó nữa. Rồi đi qua vòng luôn. Đấy mọi người thấy không. Mang cái nhánh phiền muộn. Rồi còn soi cả được đồng đội đang support mình như thế nào. Rất là chủ động. Nhưng không phải là không mang. Có 5 điểm cũng không mang. Nhưng cũng chả biết đâu mà mò. Đồng đội sửa máy nhiều khi cũng bỏ dở cũng uổng. Máy thì không sửa. Khi mà mình có cái con hầu được yểm lên thì mọi người nên nhớ phải để ý nó nhé. Có thể là cho nó để ngay giữa ván này. Ủa sao đến đây nó dừng rồi. Rồi bắt đầu rửa chim. Cho nó dừng lại. Sau đó nó tiếp tục mình mới đi tiếp. Chứ không các bạn cứ chạy như vậy là nó cứ đi theo mình thôi. Bởi cho nên là phải để ý cái khúc này. Chứ không thì thật sự rất là nguy hiểm. Lại đuổi theo mình nữa.
Sáng ngày hôm qua trời rất là mát luôn. Ai mà ngờ chiều mưa tầm tã. Trời ơi. Người chơi hệ gọi là không đập ván nha. Ôi, nó biết cái mánh của mình rồi. À. Không có đâu ha, chiếu vô đây nè. Nằm mơ đi con. Trời ơi, lừa nữa chứ. Nè. Đáng thiệt chứ. Quá đáng lắm luôn á, thiệt sự. Bạn này bạn ấy kiểu như là biết mình sẽ không đập ván rồi, nên là bạn cũng chẳng có sợ sệt gì hết trơn, cứ đi qua ván đó thoải mái bình tĩnh. Ăn ván nhưng mà hít thì cứ hít thôi, mà sao mà cứ chấp niệm con mù dữ vậy. Đổi bling đi rồi nói chuyện với mẹ ha. Dạ, đập ván đi. Giời ơi, tôi đập cho cái gậy nữa. Ván lên mai. Chó kìa, cứu tôi mấy đứa ơi. Chó cắn rồi. Ra cứu chị mấy đứa ơi. Ô, đổ máy luôn hả? Ủa, tính ra nãy giờ tôi ca được 5 máy á mọi người. À. Dư quá. Chấp niệm thả chó với là cả bling ghê. À không, không mang bling luôn. Ôi, đuổi nữ chủ tế có khùng không. Rồi skill cooldown. Rồi xong, chị nữ chủ tế chị bay rồi đó. Nhiều khi mà bật cấu hình thấp nhìn nó cứ bắt cười làm sao ấy. Nhiều người giống như là nộm nộm ấy. Nó không có giống như kiểu 3D 4D dầu y như kiểu là cái mấy cái đồ nhồi bông bỏ vô vậy. Ủa đi đâu má, đứng ở đây đi. Không cứu được đâu, cổng mới nó. Ủa, rồi xong, thanh niên. Ờ, cứu xong rồi sửa máy. Cuối cùng, á, nó bên này nè. Đờ đó mà mặt tay le. Vô đi má, đừng có nhây nữa. Cái skin này đẹp ghê, mình cũng vừa ước cái bộ trang phục này xong. Hey, còn phụ kiện không ra thấy bực mình quá cho nên là dùng đá tím mua cho nó nhanh. Mệt. Tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu cầu, bao nhiêu ước mơ. Mua quách đá tím cho rồi. Ok, vậy là mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Chắc bữa nay mình phải nghỉ ngơi một chút, mệt quá.